Chào mừng các bạn đã đến với Resort Ecolodge Cần Thơ. Giờ ngồi xe thì gia đình nhà ngoại cũng đã đến Resort Ecolodge rồi. Và mọi người đang chờ check in phòng nè. Trong lúc chờ thì mình hơi chán. Thì bất chợt thì mình thấy được một cái hồ cá. Bơi mấy chú cá đang bơi tung tăng dưới này nè. Sau khi út mình đã làm xong thủ tục thì giờ là gia đình mình sẽ đi nhận phòng thôi. Biết mày. Rung lắc dữ dội. Tất cả đều không khó. Chỉ sợ là không giòn. Và đây là một trong những căn nhà đặc trưng của miền Tây. Và mình sẽ ở trong cái căn nhà này trong suốt chuyến đi. Sao mà mình thấy mấy căn nhà gỗ này sao nó giống như một căn nhà gỗ nào đó trong chuyện tranh mà mình đã đọc. Như là cầu thang nè, giường nè, bàn ghế nè, nhà vệ sinh nè, bồn tắm nè, tất cả đều là bằng gỗ luôn á. Trước phòng ngủ của mình là một chiếc cầu và nó đã bắt được qua một dòng sông khá là chiêu chiêu. Nghỉ ngơi một chút rồi thì là gia đình của mình cũng sẽ đi ăn trưa. Trưa nay gia đình mình sẽ đi ăn món đặc sản của miền Tây, đó là bánh khọt và bánh xèo. Ngửi thấy mùi gì không? Là đó chính là mùi đặc sản của miền Tây và đó là bánh khọt và bánh xèo đấy mọi người. Ăn uống no rồi, giờ mình sẽ đưa mọi người đi khắp cái resort này nha mọi người. Let's go. Trời ơi, đơn giản giờ buông lên mà. Cũng gần một tiếng thôi, giờ mình cũng đi nhiều rồi, giờ mình sẽ rủ mấy anh mình đi bơi thôi. Bà để không biết bơi. Trời ơi. Hồ bơi rất rộng và rất có nhiều view để cho mọi người muốn làm gì làm, chẳng hạn như sống ảo này, chụp hình selfie cái kiểu. Rồi thì mình sẽ đi phòng để mình có thể chuẩn bị đồ đi ăn tối. Tiếng ăn tối nè, rồi đi uống cà phê, rồi đi dạo. Gia đình nhà ngoại của mình quyết định đi về resort và đi ngủ để tiếp xúc cho ngày mai. Bình minh ở trên quê ngoại yên và thật là sống ảo đấy mọi người. Vào phòng thì mình đã gọi mọi người thức dậy để đi ăn sáng. Quê nên là nó có rất nhiều món
thì mình cụ thể ở đây là hơn 30 món miền Tây. Ở đây mình thấy có rất nhiều món nha, như là bún riêu nè, bún Huế nè, chớp la nè, mì xào nè, cơm xào nè, có các món miền Tây, trái cây và các loại nước uống khác nhau nè. Có một buổi sáng thật là đẹp trời, ở xung quanh mình cây trái bao la nên là mình thấy chỗ này cực kỳ view. Ôi mọi người, giờ mình mới biết là trước phòng của mình thì có vài chiếc xe đạp để mình cũng mấy anh mình đi đạp xe thôi. Cuối cùng sau tới 12 giờ trưa thì là gia đình mình có phải trả phòng thôi. Sau khi nhà ngoại mình check out xong thì là mình đã đi tham quan một số khu vực khác, chẳng hạn như là nhà màu tím và một số khu du lịch khác nữa. Và hẹn gặp mọi người trong video kế tiếp nhé. Nhớ like và đăng ký kênh.